Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình Nhiên. Hôm nay mình sẽ làm một chiếc video về những cái cây mà hôm trước mình để trong nhà thì hôm nay nó sẽ như thế nào rồi hen. Thì cũng gần một tháng rồi á. Và mà mình mới quay lại cái này hen. Thì hôm trước là video kia ra thì khoảng tầm một tuần sau thì mình đem ra ngoài nắng. Thì nói chung nó cũng gần một tháng á. Thì những cái cây của mình, ít cây nó lên mầm này nè. Thì những cái cây của mình nó có một vài dấu hiệu của sự lấy lại form ha. Đầu tiên đó chính là cái cây này nè các bạn. Cái cây này nó bữa là ở bên trong nó cũng có màu xanh ha. Và bên ngoài hầu như là nó hơi xanh xanh hết rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy nó đã có bắt đầu lấy lại màu ha. Nó hơi nhen nhớm có màu đỏ nè các bạn thấy không? Bên đây nó đỏ hơn nè. Xinh ha. Đó, nó đã lấy lại màu từ từ ha. Đầu tiên thì nó sẽ có màu trước, xong rồi đâu sau đó là nó mới lan ra đều đều từ đều hết các lá ha. Thì mình thấy khá là nhanh, một tháng. Nhưng mà với điều kiện ở đây thì khí hậu là đang gió và nắng khá là nhiều ha. Và nắng cũng khá là gắt. Nên là tình hình nó lấy lại màu nó cũng khá là nhanh. Đây là cái cây đầu tiên. Thì một phần là cái cây này nó cũng khá là nhanh lên màu á các bạn. Rồi tiếp đến là đó cái chậu mai của mình hen. Bạn thấy nè, cái form của cái cây ruby đỏ nó bắt đầu cụp lại ha. Hôm trước là nó xòe ra và nó nhìn nó xanh hơn ha. Hôm nay cái chớm nó cũng khá là đỏ lại. Đây. Cây này nó cũng vậy luôn á các bạn. Cây này cái chớm màu nó hơi hồng hồng rồi nè. Lên cũng khá là nhanh luôn á, mình cũng bất ngờ ha. Riêng về cái cây hồng xám này nè, thì hai cây này thì hôm trước một cây này như mình nhớ là nó còn màu. Nói chung là cả hai cây này nó sống trong nhà nhưng mà nó vẫn còn màu. Sau khi ra ngoài này á, thì nó hết màu rồi, nó chuyển thành màu xanh lè luôn. Nhưng mà mình thấy bình thường mình trồng ha, theo kinh nghiệm của mình á, thường hôm trước mình mua một cái cây va về mình trồng á, thì đầu tiên là mua về nó có màu, xong rồi sau đó là trồng một hồi á, trồng khoảng tầm sau khi mà thấy đất mới luôn á, là nó quen với khí hậu, từ từ nó thích nghi với khí hậu á, thì là tầm khoảng một tháng nó vẫn còn xanh luôn á, có nghĩa là từ cái màu đỏ nó chuyển về, từ cái màu của cây á nó chuyển về màu xanh lè luôn, rồi sau đó nó dần dần nó thích nghi với cái khí hậu á. Mà khí hậu mà còn nắng với, có nắng với gió thì nó sẽ lên màu lại như bình thường. Thì mình nghĩ cái cây này nó cũng đang kiểu là thích nghi với cái môi trường lại, rồi sau đó nó mới bắt đầu nó có màu. Riêng cây này thì nó ngược lại với người ta ha. Ở trong nhà thì nó còn màu nhưng mà ra ngoài nắng thì nó hết màu. Xong rồi nó mới, mình nghĩ là nó mới quay màu lại. Tại vì cây hoa hồng mà hoa hồng xám này mình có mấy cây lận và hiện tại nó đang có màu. Rồi cây này thì nó đang nó thì nó đã vươn lên rồi, nên là bây giờ có lấy lại form nó cũng không có lùn xuống được, nên là nó chỉ lấy lại cái khúc những cái đọt đầu tiên thôi nè các bạn. Đó, nó sẽ khích lại hơn ha. Cây này cũng vậy, cây này hàm cá mập nè. Rồi cây này thì những cái chớm nó cũng khá là đỏ nè. Rồi mình quay bên đây ha. Rồi cái nhím xanh này cũng cũng bắt đầu nè các bạn thấy nè, bên trong nó có gai lại luôn nè đó. Còn bình thường khi mình để trong nhà thì những cái lá nó mất dần hết gai ha và nó thưa, bây giờ nó đang ra và nó ra cũng khá là thích nè. Con lắc khi con chó nè, chị cái con chó của mình rồi đó. Quay trở lại với cây này ha, để mình quay qua đây cho nó dễ. Cây này thì mình thấy nó bắt đầu có cái màu phấn trắng trở lại ha. Và bạn thấy rõ ràng những cái đỉnh đầu nó cũng có màu hơi hường hường nè. Nhìn dễ thương ghê. Đó là mình. Rồi đây là những cái cây mà mình trồng ở mình đem vô, mình trồng bên ngoài xong mình đem vô nhà ha. Thì mình ngoài những cây này thì mình còn một vài cây nữa. Mình còn cây đô la ha. Đô la thì mình thấy nó sống trong mát vẫn ok, ở trong nhà nó vẫn được ha. Tuy nhiên thì có cây này nè, khi mà nó ra trong mát thì nó xanh hơn, nó dạng nó sẽ giống màu của cây này. Ở ngoài thì mình thấy là nó bắt đầu những cái tầng
ngọn á. Nè các bạn thấy nè, nó sẽ có cái đốm hồng hồng nè, hay nha. Đó, nó sẽ có cái viền hồng 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 rồi. Trở lại nha, đây nè, cái này nó cũng có luôn nè. Đó, đến là cây này. Cây này thì mình lại thấy là trong nhà là nó bắt đầu nó đã bể phơm rồi. Sau khi nó ra ngoài này thì nó không có lấy lại màu, mà cái lá nó cũng dãnh ra dãnh vô nữa các bạn. Nó không có lấy lại phơm. Rồi mình còn thêm rồi mình còn thêm cây này nữa các bạn. Cây này bữa là nó xanh lè xanh lét luôn. Hôm nay thì khi mà nó ra, cây này cũng nhanh lắm các bạn. Mình thấy khoảng 2 tuần ra nắng là nó đã lấy lại cái màu kiểu vàng vàng đỏ 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 ở chớm đầu lá ha. Và cái ngọn nó không có vươn ra nhiều nữa. Mình thấy cây này rất là nhanh luôn. Rồi cây này thì hôm trước nó khi mà đem ra thì nó vẫn còn màu, nên là hiện tại thì mình thấy nó đang lấy lại màu. Đó. Đè, hôm trước trong nhà là cái lá nó cụp lại như vậy luôn nè. Tiếp đến là cái này. Tiếp đến là cái này. Hôm trước thì nó cũng không có mắc phôm. Trong nhà thì mình thấy nó chỉ là xanh hơn thôi. Hôm nay thì gần một tháng thì cái lá những cái chớm ở bên trong nó có màu, bắt đầu có màu rồi nè các bạn. Rồi mình tiếp đến thử thêm một cái nữa, đó chính là cái cây này là cái cây mà mình thấy là cái phôm nó là bị tội nghiệp nhất luôn á. Nhưng mà các bạn thấy một gần một tháng rồi là nó sẽ cái chớm nó bắt đầu có màu nè, và những cái lá con bên trong nó ra thì nó khít hơn nè các bạn thấy không. Ôi ơi, hôm trước là các bạn nhìn lại cái video cũ của mình á, là ở bên lá non á, là nó thưa đỉnh thưa gãn về, nó xanh lè xanh lét luôn. Với lại nó kiểu mặt nó tái nhợt á, kiểu cái gương mặt của mình tái nhợt, trắng trắng bệt luôn á. Tại vì nó là nặng nhất là do nó sống trong môi trường phòng lạnh á, nên là đa phần là nó thiếu ánh sáng nhiều hơn so với những cái cây kia. Mà hôm nay nó ra khá là đẹp luôn á các bạn. Đó, và đó là những cái cây mà mình để trong nhà và tình hình nó lấy lại cũng khá là tốt ha. Riêng chỉ có một cái cây này là hôm trước bạn thấy nó khá là xum xê và mình cũng khá là bất ngờ khi nó vô nhà, nhưng mà cái lá nó mượt hơn. Tuy nhiên thì mình không biết sao ở trong nhà nó lại có sâu á các bạn. Mình phát hiện ra một con thì mình đã giết nó rồi, xong rồi mình quyết định là mình định để trong nhà luôn. Thế là nó vẫn có con thứ hai. Và con sâu nó lạ lắm, nó ăn trong cái lõi á các bạn. Nó ăn hết cái lõi, mà cái lá ngoài thì nó không có bị ảnh hưởng gì hết trơn á. Có nghĩa là nó chỉ có cái lõi nó rỗng thôi, nên là kiểu mình khó phát hiện á. Thì ngày hôm đó mình thấy cứt của con sâu á, rồi mình coi là ủa sao cái cây này cái lõi nó bị rỗng. Thế là nó ăn hết mấy bụi, và mình phải đổ đất ra rồi xong mình bắt hết sâu và mình trồng lại. Nên là chỉ có cái cây này là nó bị nó sắp đai thôi. Nhưng mà nó do bị sâu chứ không phải là do bị úng ha. Nói chung là hiện tượng để trong nhà thì mình thấy nó cũng không có úng ha, tại vì mình cũng ít tưới nước. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu mà nó đẹp lên trong những tháng sắp tới thì mình sẽ quay video xem. Đặc biệt là cái cây này ha, xem các bạn là cái phôm của cây nó sẽ lấy lại như thế nào, và tầm bao lâu thì nó sẽ hoàn toàn kiểu là đẹp hơn như lúc ban đầu. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình Hiên. Chúc các bạn một ngày an lành và vui vẻ nhé. Bye bye.